Hello, xin chào cả nhà, chào cả nhà ngày mới nhá. Cả nhà ơi, nhìn thấy đây, đang đứng ở dưới nhà Bùi Tôn này. Bùi Tôn vừa gạn ao kìa. Cái tráng kìa ca này, đã kéo ao, mà mai mốt là gạn cạn đây nữa. Bây giờ nó vừa cân xong mình mới là trích đoạn thế. Thợ nó cân cá nó về hết rồi. Đấy, lần này là gạn bơm cạn, còn đợt trước mấy tháng trước ấy là kéo bỗng, lần này là bơm cạn luôn. Đấy. À, chào các em quen. Hello, chào đại gia đình mình nhá. Ờ. Hai. Chào mọi người nhá. Đấy, đang dưới đây. Cá luộc cả nhà. Đang mưa quá thì mình lại đứng đây quay xuống dưới kia cả nhà. Mưa quá. Hôm nay gặn cá lại mưa. Đâu? Ui giời ơi, đấy. 60 kìa. Chấm to này cũng là nuốc chấm à? Chấm với cả một con trôi trắng. Nuốc hai con nó tối quá cả nhà. Con nào ngon nhất là nhà mình chiến. À thôi tất nhiên. Ao nhà mình. Ao của nhà. Tuyệt vời. Cứ phải to ngon là ăn thôi, không có sức mà ăn đi. Đây là hành này để hay hái cắt cái cọng để tí nữa ăn sống ở ngoài ấy. Hoặc là ý là chín thì cho vào hiểu không? Cho vào tất rồi. Tất bây giờ sợ nó không lúc nào bắt ra cho vào. Ý là cắt cái này lúc nào bắt ra cho vào, còn cho cái lá vào từ bây giờ để cho nó có mùi, cho nó ngấm vào cá nó ngon. Cả nhà trời đang mưa nhá, hôm nay gạn cá là mưa quá. Lần này chú em nói là bơm cạn luôn. Cạn để dọn ao. Ui, sổ to lắm. Đợt trước cá sổ nướng. Đấy là cá sổ nướng ngon đấy. Nướng thì hôm nay nó mưa quá cả nhà, đâm ra đây này. Không quay được chi tiết thì thôi cứ gọi tóm tắt thôi. Xong rồi lại tóm tắt chia sẻ cả nhà tí. Cách đây mấy tháng trước ấy, cả nhà biết là mình cũng quay đây là kéo bỗng. Lần này vét sạch luôn để dọn sạch ao, không còn con cá nữa, phải bơm cạn. Đấy. À, trai chủ làm đấy, cà phê. Lâu lắm mới gặp thằng em Quyền. Này, hôm nay lại xuống kéo cá cho anh chị. Để kéo cá cho anh chị, này, hôm nay mới được nghỉ thì mới ở đây, không có mượn lần kéo xong cũng lại về. Nó nghỉ là xuống hôm nay nó thoải mái rồi. Nó như thế. Hôm kéo xong là về lại không thể ở lại được, ở lại là cứ phải nhậu nhẹt, không thể đi làm được. Nó như thế. Hôm nay kéo cá xong là anh chị nó nắm đồ tạm bộ. Đã xong, cá chấm nồi hành. To quá. Cái này phải có cái đĩa to nhỉ. Đĩa này nhà mình nó nhỏ. Đĩa này nó nhỏ quá. Đấy, cả nhà đã xong nhá. Hôm nay chỉ ăn thế thôi. Đấy, mời cả nhà ăn với anh em mình cá chấm luộc. Đấy, mời cả nhà nha, là con cá chấm luộc này, làm hai mâm. Nhất thủ như vĩ nhở? Nhất thủ như vĩ. Đấy, tuyệt vời chưa? Gừng đây là chấm cho nó. Không mệt à? Vỡ rồi mà vỡ cho lượng. Không sao không? Đáng lắm. Xong cái thủ. Nhằng cái đã xong cái thủ. Nhằng cái đã xong cái thủ. Há được chưa? Há thì lúc nó bé hơn, tầm chiều nó vừa to hơn. Đấy, bộ lạc ở dưới à? Đấy, đấy bộ đấy mới là hồi đấy. Ui, đây rồi. Bịa 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 cá. Mấy người ui rồi. Hết. Đấy, à, mấy chơi cá bù. Thôi. Ngon quá nhỉ. Nhưng mà có cho ăn đói không biết. Đói mà. Ngon quá. Như long tôi ấy, nó có ra làm gì không? Thế à? Vâng. Không, các nói này. À ừ đúng rồi đấy. Ui, còn trong kia còn bộ nữa cơ mà. Ui sổ, đúng là bịa. Bịa cá. Nó cứ nói để cho ăn bịa nó đau bụng đấy, để cho bố đừng ăn nữa. Rằng như bạt cảo là thịt vàng vàng đen đen. Mất của gì rồi? Rồi thế này dần dần tôi bảo rồi, cứ dần dần này anh em mình là thôi cũng móm hết rồi. Móm lắm. Biết hết thì cái ăn ngon hay không ngon nó cũng chơi hết rồi. Tình hình cáo. Thôi, mình phải cố giành giật được một cục bịa này. Một đoạn này. Một đoạn này phải gắp thật nhiều ớt vào. Đấy, mời cả nhà nhé, ăn phải từng này ớt nó đã cái mồm này. Ui, làm nó sột một cái. Nó sột là ghê ghê. Mời cả nhà. Nó sột là tao nghe tao quen lắm ấy.
nhưng mà cá ngon có khác biệt. Cá dài, nó dài. Ừ, nó có cốc. Già lắm rồi. Nó có trứng rồi, nó có trứng rồi. Nó có trứng rồi. Nó có nhà cái to, nhà cháu năm nạn nó hình hết rồi. Là gặp mùa hè nó chướng bụng nó chết. Chấm nước mắm đi, năm nạn dòng đấy có mà hàng mấy cá còn hàng mấy năm rồi nó mới có trứng. Cho nên lấy cá. Tốt nhất là cứ gột từ bé. Cứ lấy lại tầm độ 4 năm nạn rồi dính này. Toán làm bộ bia đi. Ăn ăn đi. Cái cá dở năm một cân. Quên cho bác ấy. Dài. Không tròn không có nấu nhưng mà chỉ có kéo. Nó lắm. Các mời ông ăn đi. Các cụ có tuổi, các cụ già hay tự ái, không các con cháu để ý vào. Chú Khoa ngồi đấy không gấp cho ông rồi, ông tự ái ông dậy đi về đấy. Con cháu ngồi chẳng thấy gấp cho ông cái gì cả. Các cụ già thường có tuổi hay thế. Hay tự ái là chúng mày cứ ăn uống ở mâm mà tao chúng mày có để ý đến đâu. Này, thế kia thì quên hết cả các cụ. Các con cá khúc cá như này quên hết cả các cụ rồi. Quên hết cả. Các cụ bừng cậu đứng dậy tự ái đi về chết. Ngon quá. Để ý vào ngon hay là không ngon là để ý. Nếu mà cụ mà người ăn thì gắp cho cụ cái sỏ cụ gặm. Cái này là già. Già. Cá gần đi đẻ rồi. Ông ăn cái pịa trôi kia này ngon lắm. Nó giòn. Ngâm mẹ bác. Bác mẹ quá trời nữa hết rồi. Cái trôi kia quyền gắp nó cho bác. Cô nói mà. Cái trôi nó đặc trôi. Cả gan là cái này. Bố yếu bụng tự gái đấy. Gắp cho ông xương rồi tự gái. Gan ăn gan nó mềm. Vỡ mật rồi. Nó đấy. Ngon bài nhá. Có mùi gì không? Trắng như thịt gà rồi. Gà này già lắm rồi. Đấy, vẫn mưa rồi, vẫn nắng. Đây vẫn mưa vẫn nắng này cả nhà đấy. Vẫn đang mưa to nhưng mà giờ vẫn đang nắng này. Tiết trời mùa này là nó đập phân hôm qua là phải mua hết tháng này. Đang mưa to. Dạn ao này mưa to quá cả nhà. Về trưa thì mưa to nhỉ. Trưa này là mưa to. Tháng là mưa bé cái lúc nên cá mưa bé. Hò thế. Bơm cái lúc này đến lúc nắng thì mình phải xử lý. Ớt này chính ớt này không cay. Ớt bé bé cái cay, ớt này không cay. Ớt này là hình thức thôi. Ừ, hình thức rồi. Dễ cắt. Cho nó đẹp. Ủa chấm sâu vào, chú Quyền ạ. Cắt cơn đi. Vòm. Đấy, đấy, sao đi cái vụ này. Được. Kéo to này. Gừng to. Chấm gì? Chấm muối thì chấm, mà chấm nước mắm thì chấm. Cá nục chấm nước mắm của đầu bếp Hải làm. Dạ. Đàng quá gọi thế thì ông lo lắm ăn cái miếng cá này. Anh Tôn ơi, ông Tôn ơi. Cháu Thúy hỏi có cá biết không? Mai cạn mới biết. Mai biết này. Ô mưa to nhỉ? Ô nạ đời chứ? Cả nhà đang mưa rào như kiểu mưa tháng 3 luôn này. Mà giết ăn này lâu cạn là to. Ông xịt mạ mùng nó đéo bán thì xuống mà mua thì bán thì xem cần làm sạch chứ đến mà nhà nữa thì... À thế còn là người có tiền mua shipper đấy. Đấy, cái gì ăn? Tháng 2 tháng 3 này người ta thích là cá giết có trứng. Đấy, nhiều người thì ăn như thế. À là cá giết là to đấy, lâu không dạ cạn. Chợ đấy nó đòi cá. Làm 1.000 ba lạng đấy. Đôi tạ cá giết cũng được rồi. Được rồi. Trứng to nhỉ. Đôi tạ cá giết rồi. Cá là rất ngon. Giết có trứng ăn cũng ngon đi, cứ chê giết có trứng ăn thơm. Nó đặc trưng cái mùa này có. Hôm nay là đầu bếp Quyền là làm món cá luộc. Cá luộc ngon đấy. Chỉ chật một món này ăn cho nó hết đi, còn nhiều. Okay, một cái mua các món khác mỗi lần cũng thừa. Cái trứng cá về mấy một hai quả trứng gà xong mà cái lá mùi tàu nó cứ thái vào rán nó thơm cực kỳ ngon, đồ rằm.
Tính ăn thế là ngon. Ông dùng đi. Chú Khoa gấp cho ông cá đấy. Gấp mạnh lên, gấp mạnh lên. Gấp cho ông chấm muối cho ông ăn không ông lại cay. Wow, mấy chăm sóc ông nhiệt tình mà không ông tính ái đi về thật đấy. Chúng mày tay khỏe nhưng mày gấp hết. Cũng à, không uống rượu cũng à. Như đúng rồi. Không nhỉ, trắng nhỉ. Cái giống cá chấm này để lâu cả nhà đây. Nó sót từ cái nứa trước đấy cả nhà, cách đây mấy tháng cái gại lần đấy là gại là kéo bỗng thôi. Lần này là chú vét sạch ao lên cả nhà. Vét sạch lên để dọn ao vệ sinh sạch sẽ lại, thả nứa mới. Rồi thả kiếm cái tiền sản phẩm thôi chứ không lỗ lãi đâu. Lãi là toàn con bùa nó lãi hết rồi. Có cái nó cố gắng thả đủ cái tiền sản phẩm. Mất lại một con nheo để sang ao kia. Mà phải thả ra đấy con đấy phải 2 cân rồi. Chờ 5 cân mới đổ lên nheo thả vào con giống không có gì. Nheo tàu ấy. Nheo tàu. Ủa nheo tàu nó ăn cá giống đấy. Bé á. Đó là ao cá giống à, ao này. Thả vào ao cá gì chứ. Ao này mai mới bắt mà. Vẫn nhèm không ạ. To to không? To. Rất là con giống dọn hết sang ao cá giống này. Thế chưa ăn được. Con đấy 2 cân rồi. Đấy, mai rừng mẻ ngon đấy. Ừ thế mai nấu rừng mẻ này nhỉ. Nhưng mà nấu rừng mẻ ai là người nấu. Nói thì trong mơ thì bàn nhau đủ món. Nó vẫn non mà thả ra sang ao cá thịt kia là cho nó to. Ngon lắm. Bé á. Mà đấy là thịt mùa nó lâu lắm rồi, từ năm ngoái. Còn 2 con như này nữa mà. Đấy từ năm ngoái thôi. Đài của nó to tướng phải 60 cân. Nhưng mà nó thấy nó phải mồi nhiều. Mồi nhiều nó mình ít mồi nó 25 thì mang sang ao cá dâu ao cá thịt ấy nó thả. Cần nhau đấy à, cá dâu. Bây giờ anh em giao lưu. Cá này. Cá này cá ngon quá. Thích nệ. Cá cho bún còn bờ cả nhà. Như bờ. Đúng rồi. Thích nệ cái gì? Thích nệ con cháu uống rượu không nên. Cái này là phải nhất nhì ở con cá. Cái da đấy nó ngon đấy. Nhưng mà mình có lớn đâu nhà cho toàn này. Con xin. Già cá. Còn lại đấy là mình không hết tuổi lớn rồi. Bờ cả nhà miếng da cá. Ăn da cá nó béo lắm. Ăn da cá này nó học giỏi. Nó nhiều chất... Còn là chất gì dầu cá. Cá nộp ai hải về pha bát nước chấm, ai chấm thì chấm mà ai chấm muối hột thì chấm. Đúng là ăn uống ô hợp. Mấy người mà ý thích, tôi thích giấm nhạt nghệ quả chuối vào ăn ngon. Thơm nó thơm. Đấy là mấy người sở trường. Cái gì này, cái này, cái cá này. Lấm ăn ngọt luôn. Ngon quá. Bảo ăn rau à, cho mắt ruột. Ngon. Dã mồ hôi. Nó lên như thế. Hay là nóng cơ mà nóng. Ớt mà. Ớt là thường ra cũng có cay đâu mà. Nó như cái ớt kia cơ. Ớt là nhà mày. Bố ăn ớt nhiều nó dột hết lợi. Rau đắng rồi. Xe điện đi. Không phải. Bốc hơi chứ kìa. Nó đi nóng hơn. Ôi sau của đấy rồi. Đấy chưa. Tí nhỉ. Xương cháy. Cái này mà rán mỡ nhờ đúng không? Xương cháy. Có cái xương này nướng kỹ ăn ngon lắm. Giòn. Giòn, nhớ có than củi cơ. Cái cá này đắt hàng quá nhỉ, cháy cá rồi. Thực ra ăn thế này mới là ngon mới hết này. Còn như mọi lần á, chú biết là mọi lần chú mới xuống xuân về đấy, thừa vứa đầy ra. Ôi giời ơi. Mỡ tư một tí nào chó nào gà có ăn đâu. Hôm nay là cháy hàng. Bảo là cứ làm thế này là một các bố chỉ có một món là các bố ăn hết. Ngon. Nói như thế. Cơ bản là bây giờ là anh em nhà mình là ai suốt ngày cứ ăn uống bụng rụng rồi làm video nhà có mấy anh em toàn về làm về ẩm thực ăn nhậu. Chán khiếp. Mệt người sợ. Mệt. Nghĩ đến ăn là hãi. Buộc phải ăn. Cái gì vậy cá? Lương ngon thì này.
rau đâu, rau đầy, rau cho xuống lại cho. Khô ăn cái ra ăn nước ngon. Gắp không nó đang rắn nhỉ. Cái đúa này nó gắp sao đúa này gắp toàn được tảo to. Toàn to. Biết bảo mình ăn tham. Đúa gắp toàn gắp toàn tảo to. Chấm này nữa. Hôm nay là cái mảng da. Mời cả nhà. Đắng quá. Đắng à? Đắng mới ngon. Mật ở đâu nhỉ? Cũng nước nó cũng đắng đắng, nhạng nhạng nước cũng không đắng lắm. Nếu làm bán lương còn mua người khác thua ngon thật. Thôi rồi. Dài. Thôi này. Thôi này mới cắt này. Thế bảo vứt này mấy con to ấy. Ngon nhỉ. Đấy, ăn uống hoang dã là cả nhà ăn nó ngon. Tôi là phải 2 năm. Phát nó còn chưa đi. Dài. Đông đông ăn cái bữa này ngon. Chấm với lại muối ớt này, chấm mà chấm cái gì thì chấm hai món cả nhỉ. Bố già mà làm miếng to thì làm miếng cái tẹo thế thì. Ông có một con nó cái bánh thế này. Bánh ăn nhiều lắm rồi. Đấy con này nó thuộc nặng thế. Ngon thế đâu. Đấy, toàn ăn rau đi. phải làm nhánh tỏi nữa. Ôi mình đang ăn cay quen cay đắng mà ăn nó không có cay đắng, nó nhạt nhạt mồm thế nào. Như khoan cắn thôi cắn xương này là như mấy cái quá đấy cả nhà. Hôm nay mình lại chia sẻ cả nhà, hôm nay là xuống Bù Tô này, hôm nay nó vét cái ao thì nó gọi cạn kiệt để dọn ao đấy, thì làm nguyên con cá chấm con cá trôi to luộc ăn thế thôi, không còn không ăn cái món gì khác nữa thì ăn này, cả nhà ăn này nó sạch sẽ mới hết này, còn mua nhiều món có thịt chó thịt gà lại không hết, tại mọi lần làm rồi buộc cái làm kiểu nó ăn mới hết. Thôi video hẹn cả nhà đêm sau nhá, tập trung vào nhậu tiếp.